Nam sinh chạy ráp bay biếu khách 4.000 đồng và cái kết cảm động. Lời nói và hành động biếu 4.000 đồng của nam sinh chạy ráp bay khiến vị khách cảm phục và tặng cậu một ba lô mới thay cho chiếc rách nát. Cho đi để nhận lại nhiều hơn là những từ phù hợp nhất để mô tả câu chuyện nam sinh chạy ráp bay biếu khách 4.000 đồng nhận quà quý. Không đủ 30.000 đồng tiền lẻ trả cho nam sinh chạy ráp bay tội nghiệp đeo ba lô rách nát, vị khách bất ngờ trước câu nói: "Thôi có 4.000 đồng em cũng không giàu được, anh đưa em 26.000 đồng được rồi ạ." Cảm phục nam sinh nghèo, vị khách quyết định tặng cậu chiếc ba lô mới. Câu chuyện thú vị do vị khách đi xe ráp bay chiều qua kể lại như sau: "Hôm qua 19 tháng 5, tôi có chút việc đi từ Phạm Ngọc Thạch về Nguyễn Khánh Toàn. 5 giờ chiều đường tắc kinh khủng nên bốc một chuyến ráp bay. Ban đầu nhìn trong bản đồ thì thấy tài xế gần ngay cạnh mình có 150m. Không hiểu sao cậu này lại chạy một vòng qua Lương Đình Của, mất hơn 5 phút mới đến nơi. Việc thì gấp mà thấy chờ lâu nên tôi định hủy cuốc. Đúng lúc định hủy thì cậu nhóc này vừa tới." Câu chuyện không có gì đáng nói khi bắt đầu lên xe, cậu nhóc xin lỗi rối rít và tôi giật mình khi thấy chiếc ba lô rách gần như hết thế này. Ban đầu bực mình định mắng, nhưng sau đó thấy hoàn cảnh của cậu ấy nên tôi lại thôi. Khi đến nơi và thanh toán tiền, số tiền cuốc là 30.000 đồng, nhưng trong ví tôi chỉ còn đúng 26.000 đồng tiền lẻ. Còn lại toàn tiền chẵn, tôi đưa tờ 500.000 đồng ra và hỏi: "Em có tiền phụ không?" Cậu ấy trả lời ngay: "Thôi có 4.000 đồng, em cũng không giàu được, anh đưa em 26.000 đồng được rồi ạ." Giật mình trước câu trả lời này, tự nhiên bản thân thấy nể vô cùng cậu nhóc này, đã cực kỳ vất vả, lại có thể có suy nghĩ đó đã khiến tôi có đôi chút hổ thẹn. Vậy là tôi bảo quay đầu lại chở anh thêm một cuốc nữa rồi anh trả đủ cho. Tôi đưa cậu ấy đến cửa hàng phụ kiện ngay gần đó và tặng em ấy một chiếc ba lô mới. Tuy không nhiều tiền nhưng đó như thay lời cảm ơn cũng như là sự động viên cho em ấy. Đúng là cuộc sống luôn dạy ta những bài học từ những điều gần gũi nhất, nên biết cho đi sự yêu thương và ta sẽ nhận lại những điều còn hơn thế nữa. Hà Nội một chiều hối hả. Đọc xong câu chuyện, nhiều người cảm phục và dành lời khen tặng cả nam sinh lái ráp bay lẫn vị khách. Bạn Tiểu My viết: "Tôi rất nể hành động của bạn. Đôi khi một suy nghĩ tích cực, một hành động đơn giản lại khiến người khác ấm áp như vậy. Chúc bạn thành công." Bên cạnh đó, một số người kể lại những câu chuyện tốt đẹp về những nam sinh chạy ráp bay. Trong đó chị Trang viết: "Mấy em sinh viên chạy ráp bay ngoan mà tốt tính lắm. Năm ngoái khi mới quay lại Hà Nội không biết đường, đi bộ từ Đào Trấn về chợ Mai Động, mà mạng điện thoại lỗi, không bóc được xe. Đi lững thững định vào quán cà phê ngồi lấy wifi thì một em sinh viên chạy ráp hỏi: chị đi đâu mà ngơ ngác vậy? Mình nói lạc đường mà không có mạng đặt xe. Đúng lúc em ấy có khách nhưng lại gọi lại xin lỗi bên kia hủy giùm, kêu có việc bận. Xong chạy theo kêu: chị ơi lên đây em chở chị về, không biết đường đi lạc tội lắm. Rồi chất vị trí tới chợ Mai Động ra giá tiền giùm mình. Thật sự xúc động lắm luôn."